Em Thắng chào bà con. Sáng nay đang chuẩn bị hóa đơn giấy tờ để đi giao cây cho anh khách này ha. Hôm bữa là từ xã Thuận Bắc, Tân Biên, Tây Ninh xa xôi, anh cùng những người em nữa đi xuống nhà em, chủ yếu để gặp mặt rồi biết đặt cọc và hẹn ngày hôm nay giao thôi. Tại vì cũng như bà con ta thường xem trên mạng á, mình không quan tâm, không biết là ngoài đời thực nó có hay không. Thì đơn hàng của anh ngày hôm nay đi là trên 20 triệu. Như Thắng có nói cô chú là từ đây tới cuối tháng 8 mà đơn hàng trên 20 triệu á, là em sẽ gửi một cái bao lì xì tài lộc may mắn cho những khách hàng đã ủng hộ. Mà dường như em thấy những khách hàng mà mua đơn hàng trên 20 triệu không có để ý vấn đề này. Em nghĩ chắc người anh này chắc cũng không biết đâu. Hôm nay em đi thì em gửi cho tài xế ha, gửi cái phần quà này đến cho anh luôn. Giờ làm thực tế cho bà con ta xem nha. Đây bao lì xì của bên cây giống Tâm Phúc luôn á cô chú. Em in mẫu riêng của bên em. Hai mẫu là sum họp gia đình hết. Lấy bác Hồ ra. Đây. Hiện kim ha. Hiện kim là thực tế nhất bà con ơi. Một con còi xanh nhảy quanh hòn đất. Dạ, bỏ vô. Đâu bấm đâu ta. Ủa. Rồi anh bấm lại. Đó, như vậy là tài xế gửi giúp em lì xì may mắn tài lộc cho khách hàng. À bây giờ rồi quay cây cho bà con chúng ta xem ha. Cây cao muốn bằng em Thắng rồi cô chú, chắc cao cỡ mét mét hai, mét mốt mét hai. Chôm chôm tiến cường. Cây trồng chăm sóc tốt khoảng 2 năm cho trái. Ăn ngọt, giòn, tróc. Và đặc biệt khi trái chín thì cái hạt của nó sẽ thu nhỏ lại. Cô chú có thể xem những cái clip mà em Thắng có quay review cái trái chôm chôm này. Tỷ lệ đậu cao, ít rụng, rất là dễ làm trái. Thì trước đây em chưa có ăn trái này, em thích chôm chôm Thái có nói cô chú rồi, nhưng mà từ khi ăn cái giống này rồi thì em thích nó và thích chôm chôm Thái luôn. Còn hiện tại chia sẻ thật bà con là trên thị trường có rất là nhiều người cũng đang trồng chôm chôm Indo. Cái dòng Indo á thật cô chú là nó dễ đậu thôi, chứ còn lại ăn thì chất lượng em nghĩ nó không bằng giống này với chôm chôm Thái. Nhưng mà chôm chôm Thái thì cô chú trồng bây giờ nó không có kinh tế, do là khi mà đậu trái nó rụng nhiều và nó cho trái non á, chuyển sang hơi vàng á, nó sẽ nứt và nó cũng rụng. Nên sự lựa chọn tốt nhất bây giờ là chôm chôm tiến cường. Thì bên em Thắng giao cây từ số lượng một cây trở lên và nhiều phương tiện khác nhau thì cô chú cũng biết rồi. Bên em bán thì có cam kết bảo hành cũng như là các chương trình khuyến mãi sẽ đi theo tháng, mỗi tháng sẽ có mỗi chương trình khác nhau. Cô chú có thể đăng ký kênh em để theo dõi khi mà em lên những clip mà có chương trình gì đó phù hợp với mình, hoặc là những cây giống mới nào phù hợp bà con ủng hộ giúp bên em. Em Thắng cảm ơn cô chú trên cả nước rất nhiều.